Huấn luyện viên Chusier đánh giá Công Phượng thi đấu ở mức tròn vai dù ghi bàn vào lưới đội tuyển Palestine. Hôm nay Công Phượng ghi bàn, đánh giá tổng hòa thì cậu ấy chơi ở mức chấp nhận được. Huấn luyện viên Philippe Chusier đánh giá về màn trình diễn của Nguyễn Công Phượng. Công Phượng vào sân ở hiệp 2. Cầu thủ này mở tỷ số trận đấu với pha thoát xuống và dứt điểm tinh tế đánh bại thủ môn của đội tuyển Palestine. Dù vậy, tiền đạo sinh năm 1995 vẫn chưa đáp ứng được hết những yêu cầu của ông Chusier. Nhà cầm quân người Pháp thông cảm với điều này vì ông hiểu tình trạng của Công Phượng. Tuy nhiên, ông Chusier muốn Công Phượng tìm cách giải quyết vấn đề về thời gian thi đấu ở câu lạc bộ. Kể từ khi gia nhập Yokohama FC, tiền đạo này rất ít được ra sân. Công Phượng thiếu trải nghiệm thi đấu thời gian qua khiến cậu ấy gặp khó khăn trong việc hoạt động cường độ cao và gây áp lực thường xuyên. Qua trao đổi với cậu ấy, tôi khuyên Công Phượng nên tìm cơ hội thi đấu ở môi trường câu lạc bộ. Với yêu cầu của tôi, các cầu thủ phải thi đấu thật giàu năng lượng và nhiệt huyết hơn, ông Chusier phân tích. Trường hợp tương tự Công Phượng là Văn Toàn. Tiền đạo của câu lạc bộ Seoul Eland không được thi đấu thường xuyên ở Hàn Quốc nhưng vẫn được ông Chusier triệu tập về đội tuyển Việt Nam. Anh được tung vào sân trong hiệp 2 trận gặp Palestine và để lại dấu ấn với pha kiến tạo cho Phạm Tuấn Hải lập công. Với Văn Toàn, ông Chusier truyền đạt thông điệp giống như với Công Phượng. Trong giai đoạn thử nghiệm, ông Chusier có thể trao cơ hội cho họ. Tuy nhiên, trong dài hạn, Công Phượng và Văn Toàn phải tìm cách để được ra sân nhiều hơn ở câu lạc bộ. Yêu cầu của tôi là các cầu thủ phải nhiệt huyết hơn, nỗ lực trên sân, nhất là thời điểm không có bóng. Hiện tại ở V-League, một số cầu thủ đá ở vị trí tiền đạo cũng đang được chơi thường xuyên. Tôi trao cơ hội cho Công Phượng và Văn Toàn ở trận này nhưng cả hai phải hiểu họ cần tìm kiếm cơ hội để thi đấu sòng phẳng ở cấp câu lạc bộ, để cạnh tranh với những cầu thủ cùng vị trí với mình, huấn luyện viên Chusier nói.